Clip này mọi người thử đoán xem ở đây họ bán món gì nha. Không gian tông màu trắng nâu xám, thiết kế theo kiểu châu Âu pha một chút hiện đại. Sao sao, quán cà phê hay là quán bán đồ Âu đây ta? Thôi giờ mình lại quầy để coi người ta pha chế làm sao, có thêm nghĩ nha. Bạn nào mà nghĩ quán cà phê là sai lầm lớn, ở đây người ta bán đá bào nha. Ngạc nhiên chưa, không hề là món gì sang chảnh mà chính là đá bào Milo dầm. Có tổng cộng 5 món là dứa thơm đá xay, Milo dầm dâu, Milo dầm phô mai chân châu và trà xanh kẹo dẻo. Mấy món này đối với mình thì có hơi tin nhưng mà mình phải công nhận là nó ngon thiệt. Bạn nào muốn vừa ăn ngon vừa chụp hình sống ảo thì tới ngay Coco Nino ở trên đường Phan Văn Trị quận 5 nha.